Tại sao tới bây giờ vẫn chưa nghe tin tức gì nữa vậy? Con bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh. Cô có biết chỉ cần chậm trễ một giây thôi, có thể tôi sẽ không còn gặp lại Kỳ Di nữa không hả? Hả? Có chuyện gì? Còn hai con nhỏ siêu mẫu, bây giờ mình xử lý sao anh? Tụi nó bây giờ là những món hàng thứ cấp, sắp xếp bán tụi nó ra nước ngoài đi. Dạ. Mày đang ở đâu? Paradise. Cho người canh chừng tụi nó. Mày qua công ty chở tao qua Big Lion ký hợp đồng với đối tác. Dạ. Cậu có biết Paradise là ở đâu không? Tôi với anh Lãnh Thiên từng đến đó một lần. Anh nói đó là nhà của đối tác. Anh vô ký hợp đồng nên bắt tôi đợi ở ngoài. Cậu có nhớ địa chỉ không? Nhớ, mình đi liền đi chị. Mình thì nó đâu rồi ta? Sao gọi nó không được nãy giờ? Anh cũng gọi Thiên Kim không được. Em nghĩ là chắc không sao đâu. Mọi người đừng có lo lắng quá. Anh cũng hy vọng vậy á. Mà sao thấy bồn chồn quá. Mọi người khoan hãy báo công an nha. Ủa sao vậy anh? Lãnh Thiên không hề đơn giản đâu. Khi nào mà mình có kế hoạch thật là kỹ lưỡng và nắm chắc được phần thắng ở trong tay thì mới báo công an. Không được, mình không còn thời gian để bàn tính kế hoạch nữa. Cho dù có liều mạng, tôi cũng phải làm sáng tỏ vụ này. Nếu không, sẽ có 1, 2, 3 và nhiều Kỳ Duyên nữa. Nhưng việc đầu tiên cần phải làm ngay lúc này là cứu được Kỳ Duyên. Ông có chắc là Kỳ Duyên đang ở đó không? Chắc chắn mà. Tao đi với mày. Em muốn đi nữa. Không được, nguy hiểm lắm. Trời, nguy hiểm thì mới cần đông người chứ. Mày và Hân ở lại đây, canh chừng ông đi. Lãnh Thiên sẽ không tha cho ổng đâu. Xin lỗi anh, tụi em có lệnh. Dù là em ruột của anh Thiên cũng không được giận. Chị là gì? Chị ơi, em là Thiên Kỳ nè. Tìm được rồi. Cuối cùng chị cũng tìm em được rồi. Tìm được rồi. Cuối cùng chị cũng tìm được em rồi. Chị xin lỗi em. Tại sao em lại ở đây? Sao tới bây giờ em mới giận chị? Em xin lỗi chị. Em xin lỗi. Chuyển đổi toàn bộ lịch trình của Yên Hà sang cho Kỳ Duyên. Cô làm được chứ? Dạ, em sẽ cố gắng hết sức ạ. Tại
sao anh lại làm như vậy? Dạo gần đây có quá nhiều khách hàng liên tục complain về em. Đó là bài học để em biết em phải làm gì. Tôi sẽ tố cáo anh về cái công ty chết tiệt này. Nếu em không muốn gặp lại chị em lần nữa, em cứ tự nhiên. Sao anh lại có tấm hình này? Trên đời này không có chuyện gì mà Lãnh Thiên không biết. Việc tìm người đó với anh nó dễ như một cái bún thôi. Chị tôi là ai? Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt. Thiên Kiên. Bất ngờ quá phải không? Hai chị em đang nằm trong tầm kiểm soát của anh. Em có muốn thấy chị mình? Mày mà đụng với chị tao, tao liều mạng với mày thằng chó. Người xinh đẹp như em tại sao lại nói những lời không hay như vậy? Nếu em còn tiếp tục không ngoan ngoãn nghe lời anh không biết anh sẽ làm gì tiếp theo đâu. Từ đây về sau anh không muốn nghe bất kỳ lời complain nào từ khách hàng nữa. Dạ bảo, ngày mai đưa Yên Hà qua gặp ông Nghĩa. Dạ, 7 giờ tối mai tôi sẽ đến đón cô. Còn một điều nữa, Kim nghĩ sao nếu biết người em gái thất lạc bao nhiêu năm của mình giờ lại là một con điếm? Anh nghĩ em nên chôn sự thật đó đi. Đưa cô ta đi. Con nè, con đã tìm được chị của con rồi, tại sao con không nhận vậy? Từ đó đến giờ con muốn nổi tiếng, không phải đi tìm chị của con hay sao? Con có nỗi khổ riêng, rủ cho em giúp con nha. Tính chị Kim hay hỏi lâu thôi, có gì em cứ dạy điên đi nha. Em lại đến đây? À, em đến gặp anh Thiên có chút việc. Ngồi xuống đi. Có chuyện gì? Em không muốn tiếp tục công việc này nữa. Một công việc nhàn hạ vậy em lại không muốn làm. Anh ơi, em cầu xin anh được không anh? Em chịu không nổi nữa rồi. Anh cầu xin anh được không anh? Em không thương chị em sao? Về Paradise đi. Khách chờ.
Em biết lý do anh gọi em lên đây rồi chứ. Anh nói em... Ông Quang Hiển là một bạn hàng thân tín lâu năm của anh. Cũng nhờ em mà mối quan hệ thâm giao của anh với ông Quang Hiển bị rạn nứt. Em tính sao? Anh ơi, thật sự khó cho em lắm anh. Ông biến thái, ông làm những cái trò bẩn thỉu, còn chói tay với bóp cổ em nữa. Anh ơi, em sợ. À, thì ra ông thích BDSM. Đáng sợ nhỉ. Anh ơi, anh cho em tiếp khách khác được không anh? Miễn đừng phải là ổng, em tiếp gấp đôi cũng được anh à. Đừng khóc, em làm anh giống thằng tồi quá. Anh sẽ điều em đi tiếp khách khác nha. Em cảm ơn anh. Lúc nào anh cần anh điều em đi cũng được. Anh không muốn nghe bất kỳ lời phàn nàn nào từ khách hàng nữa. Nếu còn người thay em tiếp khách lần sau sẽ là chị em. Chị đây rồi. Cho dù cả thế giới có quay lưng với em, nhưng vẫn còn có chị. Chị nhất định sẽ không tha thứ cho hắn. Nhất định chị bắt hắn phải trả giá. Miễn chị không sao là được. Còn em không quan tâm đến quá khứ đâu. Mình đi. Đi. Mọi người tính đi đâu vậy? Tôi cảm thấy nhục nhã khi có một người anh như anh. Đồ bỉ ổi. Mày là một thằng vô dụng, suốt ngày chỉ biết bám đuôi tao. Nếu không phải là em ruột của tao, tao đã đá mày ra khỏi công ty từ lâu rồi. Tôi đáng lẽ ra tôi phải nhận ra bộ mặt tồi tệ của anh sớm hơn. Mày không có quyền chửi tao. Mày nghĩ số tiền mày ăn chơi đàn đúm ở đâu ra? Số tiền đó đủ để làm một công ty phá sản rồi đó thằng ngu. Đem tụi nó ra.
Kham lại nhẫn tâm với chính đứa em trai của mình như vậy chứ? Đúng, anh điên. Nên dù em có 5 lần 7 lượt từ chối anh vẫn mở đường cho em trở về. Em có biết lý do tại sao em dễ dàng vào Paradise? Có chuyện gì? Còn hai con nhỏ siêu mẫu, bây giờ mình xử lý sao anh? Tụi nó bây giờ là những món hàng thứ cấp, sắp xếp bán tụi nó ra nước ngoài đi. Dạ. Mày đang ở đâu? Paradise. Cho người canh chừng tụi nó. Mày qua công ty chở tao qua Big Lion ký hợp đồng với đối tác. Dạ. Con đường bằng phẳng sao em không đi? Yên Hà, Kỳ Duyên cùng các cô gái khác đều là món hàng của anh. Đồ cầm thú! Cho anh! Hình như anh chiều em quá. Em muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Anh giết tôi đi. Dù sao tôi cũng nợ anh một mạng. Tôi không muốn nợ anh bất cứ thứ gì. Đừng lo, nếu anh không có được em thì không có bất kỳ ai khác có được em. Không biết sao nữa, lo quá. Phúc nó mới khỏe lại nữa chứ. Em cũng lo quá à. Không ấy. Hay là ông ở đây mình nha, bệnh viện này an toàn lắm. Chen lấn xô đẩy, ai được cũng tới lượt mà. Anh muốn bắn thì bắn tôi trước đi. Không gì. Chuyện gì xảy ra ở Paradise thì sẽ mãi mãi ở lại với Paradise. Đăng Kiên. Welcome to Paradise. Đối thủ lớn nhất của tao đây rồi. Để tao. Mày không phải đối thủ của nó đâu. Còn mày, để tao. Mày cản trở tao quá nhiều rồi. Oh!
Anh Phúc. Vất vả rồi, vất vả. Em có sao không? Em không sao. Có sao không? Em không sao thì tốt rồi. Chị hai. Thiên Kỳ. Anh Phúc đâu? Anh Phúc có sao không? Lúc đưa Phúc vô bệnh viện, nó đã rất là nguy kịch rồi. Bác sĩ đã cố gắng cấp cứu, nhưng mà không kịp. Cậu đang đùa với tôi đúng không? Hân, em nói gì đi. Nè, anh đang giỡn với em đúng không? Anh ngồi dậy đi. Sao anh nằm yên vậy? Anh không được chết. Em không cho anh chết. Anh có phải là đàn ông không vậy? Anh làm cho em yêu anh rồi thì anh phải sống, sống để có trách nhiệm với em nữa. Anh không được chết, em không cho anh chết. Đồ đáng ghét. Em yêu anh. Em sao có chị dâu rồi? Bộ anh vui lắm hả? Anh có biết là lúc nãy em muốn đứng tim với anh không? Cũng tại bé Hân với lại Thiên Kỳ nó xúi anh. Già cả đầu rồi mà để cho mấy đứa con nít nó xúi. Nhưng mà cũng nhờ như vậy anh mới nghe được những lời mà anh muốn nghe. Sau này anh sẽ không để cho em khóc vì anh nữa đâu. Thiên Kim, anh sao? Anh yêu em.
Anh khỏe chưa? Em có mua cháo tới cho anh nè. Anh chưa muốn ăn. Mà em tới đây thăm anh hả? Thì em tới thăm anh chứ thăm ai. Sao vậy? Không muốn em tới hả? Muốn chứ. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Cảm ơn em. Anh trai của anh đối xử với em như vậy mà em vẫn còn tốt với anh. Thì cũng tại cứu em nên anh mới ra nông nỗi này. Chỉ có chủ tịch là chọn con đường sai lầm cho mình thôi. Nhưng anh Thiên nói cũng đúng một chuyện. Anh suốt ngày chỉ biết ăn chơi liêu lỏng, không biết nghĩ cho tương lai của mình. Đã đến lúc anh phải thay đổi. Anh nghĩ được như vậy là tốt rồi. Anh nghỉ ngơi đi nha. Em đi về. À, ây da, đau tay quá. Cháu là sao vậy anh? Sao tự nhiên lại đau tay? Đi em coi coi. Vết thương ở chân di căn lên tay rồi em. Ây da. Ủa mà vết thương cũng có di căn nữa hả anh? Đúng rồi, dây thần kinh chân nối với dây thần kinh tay mà. Em không nghe người ta nói tay chân miệng hả? Ây da. Rồi rồi, anh nằm ở đây đi, em đi gọi bác sĩ liền cho anh nha. Ây da. Không cần đâu. Sao vậy? Bác sĩ nói khi nào vết thương di căn chỉ cần đang giặt năm đầu ngón tay là được. Làm sao? Làm gì nè? Rồi sao nữa? À, khó thở quá. Thôi ăn cháo đi. Còn đau nữa không? Anh còn đau nè. Cho anh chết luôn đi. Nắm tay em sao em đút cháo được? Buông ra em bỏ anh rồi sao? Em không bỏ anh. Em ở bên anh suốt đời luôn được không? Ngủ nha. Em đút cháo cho anh đi. Nóng quá. Sao vậy? Nóng. Làm sao hết nóng đi em? Nước đâu anh? Hết nóng đi. Làm sao hết nóng đi. Ây da. Ây da. Anh đau thiệt á. Chết em xin lỗi. Chị khỏe chưa? Chị khỏe rồi. Em khỏe chứ? Lãnh Hân sao rồi? Em khỏe. Anh Hân cũng ổn hơn rồi chị. Vậy thì tốt rồi. Chị, em muốn nói là em xin lỗi chị. Có gì đâu mà xin lỗi chị chứ. Lúc trước em nghĩ chị ghét em nên lúc nào em cũng ương bướng rồi tìm cách làm khó chị. Ngay cả anh Phúc, anh ấy cũng yêu chị chứ không yêu em nên em rất buồn. Nhưng tại sao, sao tất cả mọi chuyện chị lại không ghét em mà còn cứu em nữa? Chị thật sự không ghét em sao? Chị nghiêm khắc với em là vì chị muốn tốt cho em hơn thôi. Chị thương em như là thiên kỳ vậy thì làm sao ghét em được chứ. Còn chuyện tình cảm, bây giờ chắc em hạnh phúc bên Lãnh Ân rồi đúng không? Chị, em cảm ơn chị vì tất cả.
ông Lãnh Thiên còn hơn cả một con cáo già tu luyện thành tinh. Ông ấy mở công ty giải trí Diamond Star để cho em trai mình làm giám đốc, thật ra chỉ là một con bù nhìn. Ông ấy đứng đằng sau để giật dây hết tất cả mọi thứ. Ông ấy nhận đào tạo các cô gái trẻ trở thành người mẫu chưa biết gì, để khi bán thì sẽ có giá hơn. Những cô gái ấy chẳng khác gì những món hàng. Làm cách nào mà anh có thể đánh hơi được việc làm mờ ám của công ty Diamond Star? Ông Lãnh Thiên là một người rất tinh ranh, nhưng mà không thể nào qua được đôi mắt của tôi. Tôi đã theo dõi ông ấy ngày đêm, không màng đến sức khỏe của bản thân. Và cuối cùng trời cao có mắt đã không phụ lòng của người tốt. Tôi đã biết hết tất cả mọi thứ của ông Lãnh Thiên. Và cũng không may cho sếp của tôi, trong quá trình điều tra thì bị ông Lãnh Thiên đã diệt khẩu. Từ lúc bước vào cái ngành báo chí này, tôi đã không màng đến tính mạng của bản thân. Với tôi là một người chính nghĩa, chính trực, thì không thể nào mà bỏ rơi các nạn nhân. Huống chi các cô ấy chỉ là những cô gái tay yếu chân mềm. Tình hình ở lúc đó rất là căng thẳng. Bên đối phương không những đông mà còn có cả vũ khí. Tôi phải sử dụng đến mồm võ của mình và sự mưu lược của mình. Biết tại sao không? Tại vì những cái tiếng la hét khóc lóc của những cô gái không thể nào làm cho tôi không căm phẫn ông Lãnh Thiên được. Là gì không? Là gì vậy? Đó chính là gặp được em. Đây. Em có đồng ý đi cùng anh suốt quãng đời còn lại không? Em đồng ý. Anh yêu em. Em yêu anh. Đây chính là khoảnh khắc mà em đã mong chờ. Anh sẽ đưa em đến những nơi em không ngờ. Nói với bạn bè em don't need a ride home. Anh sẽ đưa em đi không phiền thì cùng anh all night long. Băng qua bao con phố đến nơi chỉ riêng ta. Có biết bao cảm xúc khi bên em ngân nga. Anh đã chờ người như em từ lâu. Hãy để trái tim của anh và em được gần nhau. Chỉ có riêng ta. Đến đây chỉ có riêng đôi ta. Nơi chỉ có riêng đôi ta. Chỉ có riêng ta. Đến đây chỉ có riêng đôi ta. Nơi chỉ có riêng đôi ta. Nhìn sắc em kiêu kỳ đưa hồn anh mơ hồ nơi hoa là ngây ngất. Trôi thì giật bay theo làn mây cuối cùng quên mất lối về.